nguyên nhân chính khiến bệnh COVID-19 lan nhanh siêu tốc ở Mỹ. Một cuộc điều tra mới đây của kênh ABC News phối hợp với các chuyên gia y tế đã giải thích nguyên nhân vì sao COVID-19 xâm nhập và lan rộng tại Mỹ. Theo giới chuyên gia, sự bùng phát của dịch COVID-19 đã khiến thế giới rơi vào tình trạng nguy hiểm, đặc biệt là với những quốc gia có nhiều khách du lịch và dân nhập cư như Mỹ. Việc di chuyển trong mùa dịch là bàn đạp giúp virus corona xâm nhập vào Mỹ với tốc độ đáng kinh ngạc như hiện nay. Mỹ là quốc gia có nhiều người nhập cư nhất thế giới. Dữ liệu du lịch cho thấy, trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc từ tháng 12 năm 2019 đến đầu tháng 2 năm 2020, 759.493 khách du lịch từ Trung Quốc đã tới Mỹ. Cùng thời gian đó, đã có hơn 228.000 người Mỹ ở nước ngoài trở lại và hàng trăm nghìn người Trung Quốc tới Mỹ để kinh doanh, học tập, du lịch, thăm người thân trước khi có lệnh hạn chế đi lại. Những con số đáng nói rõ ràng là đáng báo động. Mỹ là quốc gia toàn cầu hóa, đáng lẽ Mỹ phải có nhiều biện pháp đối phó với tác động và vấn đề này sớm hơn. Thật khó để chỉ ra bao nhiêu người Trung Quốc đã tới Mỹ và bị nhiễm virus corona. Phần lớn khách du lịch hay người nhập cư vào Mỹ đều đổ bộ về các thành phố lớn như New York, Los Angeles, v.v. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó đã đi đến rất nhiều nơi tại Mỹ. Từ giữa tháng 1, một nhóm nhà nghiên cứu đến từ Đại học Toronto đã cảnh báo rằng dịch có thể nhanh chóng xâm nhập vào Mỹ thông qua con đường nhập cư, du lịch. Tuy nhiên, đến ngày 2 tháng 2, Mỹ mới có lệnh hạn chế đi lại đối với người Trung Quốc. Lệnh hạn chế không áp dụng với công dân Mỹ. Dữ liệu cho thấy, từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020, đã có 18.000 người Mỹ trở về từ Trung Quốc. Dữ liệu hải quan Mỹ cho thấy, từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, đã có 343.402 người Italia, 418.848 người Tây Ban Nha, 1,9 triệu người Anh tới Mỹ với nhiều mục đích khác nhau. Mãi đến ngày 13 tháng 3, lệnh cấm di chuyển từ châu Âu mới được Mỹ đưa ra. Hàng triệu người nhập cư và du lịch đến Mỹ trong thời gian bùng phát dịch bệnh có thể là một quả bom sinh học. Những người bị nhiễm COVID-19 có thể lây bệnh cho người khác với tốc độ gấp đôi so với các loại cúm thông thường. COVID-19 là một trong những dịch bệnh có tốc độ lan khủng khiếp nhất thế giới trong khoảng 100 năm gần đây. Còn nhiều điều bí ẩn chúng ta vẫn chưa hiểu hoàn toàn về nó.